Rồi, ngồi xuống đi. Dạ em bị thoái hóa nếp sống cổ, lại thoái hóa nếp sống lưng. Rồi. Thì em bị cái này tại vì em mới chụp hình là cách đây khoảng 2-3 tháng. Ừ. Nhưng mà cái này, cái triệu chứng này thì em bị cách đây khoảng độ gần năm mấy, 2 năm. Rồi. Thì ngày trước thì em bị là người ta chỉ nói em là bị mỏi vai gáy. Rồi. Thì chỉ có là đi châm cứu lại, đi nhấn cái huyệt đó thầy. Rồi. Nhưng mà sau này thì sau khi mình châm cứu xong thời gian thì nó sẽ bị cái tình trạng là nó lặp lại. Ừ. Có nghĩa là khoảng độ 20 ngày sau thì bắt đầu nó ê lại, bắt đầu nó, ngày đầu tiên là nó ê, thì ngày thứ hai là bắt đầu là nó sụi luôn. Ừ. Nó sụi hai cái da mình xuống luôn. Ừ. Là mình có nghĩa mình dơ lên thì nó đau. Ừ. Nó đau lại mình để ra sao thì cũng không có thoát tay được. Dạ. Ừ. Lại nó bắt đầu nó triệu chứng là nó xuống, nó tê cái phần ngay cái cơ này nó bị tê. Dạ. Có bữa nó tê, có bữa là nó tê cái mông. Rồi bây giờ cái hiện tại mà cái khó chịu nhất em hiện tại giờ là gì? Dạ bây giờ hai cái vai mình có nghĩa là nó đau. Rồi đau lắm, bây giờ em giơ tay thử coi vai gì đó. Đó, nó khó khăn vậy đây. Dạ, nó mình giở lên là bắt đầu nó kéo luôn cả. Dạ, kéo luôn rồi. Còn cái tay này? Dạ cái tay này nó cũng vậy, tay này thì nó bị ngay cái, nó làm ngay cái cơ này. À, rồi mình giơ thử coi. Hai tay thì dơ rất là khó khăn vậy đó hả? Dạ phải ghé lên thì nó lên thế này. À, chứ mình bị dơ một cái lên. Đồng ý, rồi đi về đi. Đi lại khó khăn thế. Mình đi lại. Vâng, để con cái lên trước này. Rồi, vòng tay ra đi. Rồi, vòng tay ghê lên. Đó, ok, được cũng khá rồi. Rồi, tay này. Rồi, ôi trời, quá đáng rồi. Rồi, thôi bây giờ đi thử coi. Đi thử. Đi nó nặng ghê hả? Dạ. Đấy là em bị thấy cái bệnh gút đó. Rồi, ngồi xuống đi. Rồi, cái gút là chuyện không có khó khăn gì. Cái quan trọng là em hồi sáng giờ em có nghe người ta nói chuyện những năng gốc công ký giùm đá nào. Dạ có. Thì em phải thực hiện cái đó, bị cái gút là nó dính tới cái đó. Mà ngay cái chuyện mà đau của em hiện nay dính cho cái gút. Cái cổ đau là một phần thôi, nhưng mà do cái gút mà anh đang cho nên điều trị cho em chưa chắc mà em đau ổn được. Cái đó là thực tế. Cho đó là em mà muốn cho khỏi được thì em phải thực hiện những cái điều mà ta nói nãy giờ, từ hôm qua giờ nha. Ok. Dạ. Rồi, được rồi. Cho thầy cổ. Rồi, trong túi có gì bỏ ra? Bỏ bóp súng đạn rồi ra. Rồi. Rồi, để thả đi rồi. Ok. Hồi xưa thì coi trên mơ luôn, chứ chưa thấy đẹp phải không? Rồi, lấy ra. Đã. Rồi, nghiêng ngất cuộc đời. Bên em thắng chơi chưa? Dạ, rồi hết. Rồi, okay. Rồi quên qua đây. Nguyên quay lên đi. Đó, nằm bên vậy đó, người mềm ra. Xích ra đây, đi xích ra. Đó, ok. Rồi, mềm người ra nha. Rồi, quay qua. Rồi, ốc mặt kia lên. Hai lên được. Rồi, lên. Chui hai tay xuống. Đúng rồi.
Rồi, thôi vậy. Tơi tả hết rồi. Người mềm ra là cái gì tơi rồi. Người đang cứng mềm ra là tốt rồi. Ra rồi nghe, ra rồi. Giảm nó thầy. À, được. Tốt lắm. Bây giờ em chỉ còn cái cách duy nhất là phải nhìn năng. Học đến cách đó em muốn hết. Còn good không có gì cách nào khác hơn. Chờ nằm xuống cái đi. Nằm sát nằm ngửa. Nằm ngửa, nằm ngửa. Nằm nghiêng á. Cái đầu ở đây á, nằm nghiêng. Rồi quay mặt cái đầu. Đúng rồi, ok. Rồi, lùi. Cái đầu ra quay ra. Rồi thẳng đi lên. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918-133-635, Hà Nội 0326-811-258. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832-186688 hoặc 0983-581-652.